Ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nhận thức và phương pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 cho lãnh đạo cán bộ chuyên trách một cửa 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan về ISO 9001-2015, lợi ích áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các bước triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào cơ quan hành chính nhà nước, phương pháp tổ chức đánh giá nội bộ, kiểm soát và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nhận thức được tầm quan trọng và tác dụng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.